soi kèo Porto với Inter Milan ngày 15 tháng 3, lời nguyền tại Dragao. FC Porto đã có màn khởi động tại vòng 1/8 Champions League mùa này không quá suôn sẻ khi họ đã để thua tối thiểu trước Inter Milan trong trận đấu lượt đi. Dẫu vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Conceicao đã có màn trình diễn khá ấn tượng ngay trên thánh địa San Siro khi họ đã cầm chân được Nerazzurri trong suốt phần lớn khoảng thời gian của trận đấu và chỉ để thủng lưới ở những phút thi đấu cuối cùng. Trong bối cảnh mà Porto chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Vì vậy, ở màn tái đấu lượt về khi được thi đấu trên sân nhà, thì đây sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc để giúp cho đại diện của Bồ Đào Nha có thể nghĩ đến việc lật kèo trước Inter Milan. Đây không phải điều không có cơ sở, bởi Porto chưa bao giờ quá e ngại các đại diện đến từ Serie A khi được thi đấu trên sân nhà. Cụ thể, trong hai mùa giải gần đây nhất, Porto đã có đến 3 lần đón tiếp những Juventus, AC Milan và Lazio đến làm khách ở hai giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu và họ đều có được chiến thắng trước các đội bóng này ngay tại chảo lửa Dragao. Đó là chưa kể, trong hai lần đón tiếp Inter Milan đến làm khách gần nhất, thì Porto vẫn đang giữ được thành tích bất bại trước Nerazzurri với một chiến thắng và một trận hòa. Vì vậy, dẫu cho chưa biết thầy trò huấn luyện viên Conceicao có vào đến tứ kết hay không, nhưng ít ra Porto sẽ không để thua trước Inter Milan trong 90 phút thi đấu chính thức, cũng như không thua ở kèo đồng banh. Về phía đội khách, kể từ sau chiến thắng trước Porto, thì đội bóng của huấn luyện viên Inzaghi bắt đầu cho thấy sự thiếu ổn định khi mà họ chỉ có đúng duy nhất một chiến thắng trong 3 vòng đấu gần nhất tại Serie A, còn lại Inter Milan đã để thua đến 2 trận. Càng đáng nói hơn, khi hai trận đấu vừa kể trên, thì đó đều là những trận đấu mà Nerazzurri đều phải nhận lấy khi phải thi đấu xa nhà. Điều này đã vô tình nối dài chuỗi ngày không thắng trên sân khách của họ lên đến 3 trận. Cũng chính vì lẽ đó mà lúc này mặc dù đang ở kèo đồng banh, nhưng tỷ lệ ăn của Inter Milan đang bị đè khá nặng bởi đại diện đến từ Bồ Đào Nha. Còn nhớ trong trận đấu lượt đi, mặc dù được thi đấu trên sân nhà và cũng như được đánh giá cao hơn rất nhiều bởi giới chuyên môn, nhưng Inter Milan đã thể hiện bộ mặt bất lực trong việc tìm kiếm cơ hội để xuyên thủng hàng thủ của đối phương. Và mãi đến khi được chơi hơn người sau 10 phút kể từ tấm thẻ đỏ của Otavia bên phía Porto, thì Nerazzurri mới có ghi bàn để tạm thời dẫn trước trong cặp đấu này. Qua đó, chúng ta mới thấy được lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện kèo đồng banh khi mà Inter Milan chỉ phải đối đầu với đội bóng được đánh giá thấp hơn như Porto. Dẫu cho trước đó hai đội đã từng có đến 6 lần gặp nhau, nhưng chưa bao giờ Nerazzurri bị đánh giá thấp như lần này. Soi tỷ lệ tài xỉu Porto với Inter Milan. Với phong độ thiếu ổn định của mình, Inter Milan cũng sẽ không quá mạo hiểm để dâng cao tấn công, mà thay vào đó sẽ là lối chơi phòng ngự đến từ Nerazzurri. Vì vậy, dẫu cho phần lớn khả năng Porto sẽ chủ động thi đấu ép sân hoàn toàn, nhưng để xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của đội khách sẽ không phải là chuyện dễ. Qua đó khả năng để trận đấu này xuất hiện quá 2 bàn thắng là rất khó, nên với tỷ lệ tài xỉu đang ở mức 2.5 thì nhiều khả năng kết quả sẽ tiếp tục về xỉu giống như trận đấu lượt đi. Cần biết, trong hai trận sân nhà gần nhất của Porto xuất hiện tỷ lệ tài xỉu 2.5 thì cả hai cũng đều về xỉu. Và trong 3 trận sân khách gần nhất của Inter Milan xuất hiện tỷ lệ tài xỉu tương tự thì cả 3 cũng đều về xỉu. Đó là chưa nói đến kết quả 7 trong 10 trận gần nhất của cả hai đội đều về xỉu. Soi tỷ lệ phạt góc Porto với Inter Milan. Với việc đã dự đoán Inter sẽ chơi phòng ngự lùi sâu thì cơ hội để mang về những quả phạt góc của đội khách sẽ ít hơn đội bóng chủ nhà phần nào đó. Mặc dù Nerazzurri đang là cái tên rất uy tín ở kèo góc, nhưng có lẽ ở trận này họ sẽ phải nhượng bộ cho Porto mà thôi. Vậy nên, với kèo góc Porto đang chấp nửa trái thì đây là cái tên mà dưới bộ điệu hoàn toàn có thể đặt niềm tin trong trận đấu này. Cũng như việc cả hai đội bóng sẽ cùng nhau đưa kết quả phạt góc ở trận này nổ tài ở mức 9.5 cả trận. Trung bình mỗi trận Porto kiếm được 5 quả góc sau 5 trận đấu gần nhất, trong khi đó Inter Milan đang nhỉnh hơn với sắp xỉ 7 quả. Đội hình ra sân dự kiến Porto với Inter Milan. Thành tích gần đây Porto với Inter Milan. Thành tích đối đầu Porto với Inter Milan. Dự đoán kết quả Porto với Inter Milan. Dự đoán tỷ số 1-0. Dự đoán tỷ lệ châu Á, Porto đồng banh. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, xỉu 2.5. Dự đoán tỷ lệ phạt góc, tài góc 9.5, Porto chấp góc nửa trái.